Kiều Xuân, chống lão hóa, giữ mãi nét thanh xuân, hân hạnh tài trợ chương trình này. An Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tỷ lệ tiết tố nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảm dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn da. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. An Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Quý Linh xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống Khỏe, Sống Đẹp và hy vọng rằng với những thông điệp chương trình, với những chia sẻ của những chuyên gia, quý vị sẽ tìm ra được những cách phòng bệnh và chữa trị cũng như là có một sức khỏe rất là khỏe mạnh quý vị nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi và bàn luận đến một vấn đề cũng rất là nhạy cảm. Cẩn thận với kinh nguyệt không đều ở phụ nữ. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với điện thoại 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 để được tư vấn quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn thân mến, rối loạn kinh nguyệt là vấn đề thường gặp ở nữ giới và đặc biệt là lứa tuổi dậy thì và đang là thời kỳ mãn kinh và tiền mãn kinh. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của nữ giới cũng như là ảnh hưởng đến công việc hàng ngày. Chính vì thế ngày hôm nay chúng ta cùng trao đổi để tìm ra nguyên nhân, cách điều trị và phòng ngừa như thế nào. Chúng ta sẽ cùng giao lưu và gặp gỡ chuyên gia ngày hôm nay. Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, xin chào MC Quỳnh Linh. Xin kính chào quý vị khán giả. Trước khi chúng ta đặt câu hỏi với bác sĩ thì Hồng Hải thì chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh sau đây. Theo thống kê của Trung tâm Y tế Sinh sản Châu Á thì khoảng 50% trong 1.000 phụ nữ ở châu Á khi được hỏi thì đều nghĩ rằng phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt vẫn có thể sinh con bình thường. Tại Việt Nam, con số này chiếm một tỷ lệ cao hơn là 60%. Một cuộc khảo sát có tính quy mô cộng đồng ở Việt Nam đã được thực hiện về tình trạng hiếm muộn ở các cặp vợ chồng cho thấy phụ nữ có kinh nguyệt bất thường có tỷ lệ vô sinh cao gấp 1,2 đến 1,3 lần so với những phụ nữ có kinh nguyệt và vòng kinh bình thường. Phụ nữ khi bị hiếm muộn chỉ nghĩ đến việc đi khám các bệnh về phụ khoa, siêu âm vòi trứng mà quên mất một triệu chứng khá quan trọng, ảnh hưởng đến khả năng thụ tinh, đó là tình trạng rối loạn kinh nguyệt. Rối loạn kinh nguyệt là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau, vì vậy các chị em phụ nữ cần theo dõi sát sao vòng kinh của mình. Nếu có những bất thường kéo dài thì cần phải đi khám kịp thời để phát hiện ra nguyên nhân, tránh những hậu quả về sau do các bệnh lý gây ra, tệ hại hơn là nguy hiểm đến cả tính mạng. Quý vị vừa xem những hình ảnh mà chương trình ngày hôm nay đã ghi nhận được. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ Hồng Hải. Thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ hãy cho biết khái niệm về chu kỳ kinh nguyệt là gì ạ? Dạ vâng. Chúng ta biết là đối với người phụ nữ thì có cái hệ trục não bộ tuyến yên buồng trứng. Đây là một hệ trục hết sức quan trọng, nó quyết định cái sự phát triển của người phụ nữ từ cái tuổi mà từ bắt đầu dậy thì cho tới đảm bảo toàn bộ cái hệ sinh sản cho người phụ nữ cho đến cái giai đoạn mãn kinh. Như vậy thấy rằng là cái hệ trục não bộ tuyến yên buồng trứng này có thể khi mà cái hoạt động của hệ đó đồng bộ thì có thấy rằng là phát triển tuyến vú cũng như là có những vấn đề kinh nguyệt để đảm bảo những vấn đề sinh sản cho người phụ nữ. Cái hiện tượng kinh nguyệt ở đây là cái niêm mạc bên trong của tử cung bong ra dưới tác động của nội tiết tố estrogen và progesterone, và cái nội tiết tố này tăng lên từ cái ngày đầu tiên của những ngày kinh nguyệt và đặc biệt là tăng vào những ngày rụng trứng. Và sau đó thì cái lượng nội tiết tố này giảm đi, và khi cái lượng nội tiết tố này giảm thấp thì chúng ta thấy cái hiện tượng mà kinh nguyệt. Trung bình thì mỗi tháng người ta có một cái kinh nguyệt vài ngày cho âm đạo ra một tí máu ở âm đạo thì gọi đó là hiện tượng kinh nguyệt. Và cái chu kỳ này nó cứ lặp đi lặp lại hàng tháng thì người ta gọi đó là cái theo một cái chu kỳ, gọi là cái chu kỳ kinh nguyệt. Và đây là những cái chu kỳ sinh lý hết sức bình thường của người phụ nữ. Vậy thế nào là khi mà kinh nguyệt bình thường và kinh nguyệt thế nào là rối loạn?
Dạ vâng, chúng ta biết là cái chu kỳ kinh nguyệt bình thường thì cái chu kỳ có thể là ví dụ như là từ bình thường là từ 21 cho tới 35 ngày cũng là chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Nhưng mà cho thấy rằng là có những rối loạn về chu kỳ, có thể là những cái chu kỳ ngắn ngày hơn hoặc là có chu kỳ dài ngày hơn, hoặc là ví dụ như là có cái lượng máu nó ra ít quá ít, hoặc là có thể có những lượng máu lại ra quá nhiều. Quá kéo dài, hoặc là ví dụ như chúng ta thấy rằng là có những cái hiện tượng mà có những máu cục rồi chúng ta mỗi cái kỳ kinh nguyệt đó có cái sự đau bụng dữ dội chẳng hạn, thì đấy là những cái chu kỳ kinh nguyệt nó không được bình thường. Yeah. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tình huống đầu tiên của chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Phương Anh, xuống ăn cơm kìa con, sao đợi kêu hoài vậy? Con ăn cơm rồi mẹ ơi. Có một đứa con gái à, tối ngày ngồi xăm soi hoặc là mẹ biểu coi, đưa cái mặt lại đây. Con làm cái gì mà bữa nay cái mặt con mụn không vậy? Đó, mẹ nói với con hoài à, tôi biết mà, giờ giới trẻ là tôi nắm trong lòng bàn tay, thức đêm chát chít đúng không? Không phải, trời, tối nào con cũng ngủ đúng giờ hết á, không nói thiệt. Rồi thôi, hiểu luôn. Mẹ cấm nghe chưa, cấm là không có đi chơi với con Tiền nữa. Ủa, nó rủ đi ăn bánh tráng trộn hoài. Mẹ nói hoài mấy cái đó độc hại mà nó nóng lắm. Trời ơi, mấy cái đó lắc nhắc mà có ảnh hưởng gì tới đâu mẹ. Không phải luôn hả? Ừ. Rồi, cái này là khỏi nói luôn, ba bay. Bởi vì chiều hư không, mua nước ngọt, nước đồ để đầy nhà, uống nước ngọt thay nước. Mẹ nói rồi coi chưa, một ngày là phải uống 2 lít nước lọc, nó mới đẹp da được. Nói mà cứ cãi hoài à. Con nghĩ không phải mấy cái đó đâu mẹ ơi. Mà tại vì á, con nói này mẹ đừng có la con nha. Nói thử coi 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 đáng la không? Ừ. Mấy bữa nay á, đáng ra tới ngày con bị á, nhưng mà sao trễ tới bây giờ mà chưa bị nữa mẹ. Con bị trễ đèn đỏ. Con bị trễ đèn đỏ. Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ là con có em bé phải không? Không phải đâu, con chưa có bạn trai nữa mà, thiệt. Thôi đi cô. Mẹ nói con có em bé rồi nào? Mắt mẹ, ánh mắt của mẹ nói cho con nghe. Tầm bậy tầm bạ. Ý mẹ nói con bị trễ là rõ, tại sao con không nói cho mẹ biết liền? Con biết không, cái này cũng là gọi là một dạng bệnh lý. Cái đó người ta gọi là bệnh rối loạn kinh nguyệt. Mà nói chung là con gái, ai mà từng là con gái đều bị cái đó hết trơn hết. Nhưng mà không coi thường được. Cái này là mình phải đi tìm bác sĩ hoặc là đi vô đó khám để người ta chỉ cho mình cái phương pháp điều trị, hiểu chưa? Ủa, vậy là mẹ biết cái này luôn hả? Biết hết à. Trời, biết vậy con nói cho mẹ nghe từ sớm luôn rồi. Rồi bây giờ con ngồi đây mà. Nữa. Ủa vậy bây giờ phải làm sao mẹ? Đi theo mẹ đi coi tìm bác sĩ chứ làm sao. Trễ đèn đỏ có phải là bị rối loạn kinh nguyệt không ạ? Dạ vâng. Tôi nghĩ rằng đây cũng chính là một cái tình huống trong cái triệu chứng mà rối loạn kinh nguyệt. Bởi vì rối loạn kinh nguyệt này cũng có thể có những cái chu kỳ kinh sớm trước kỳ, nhưng thậm chí là có những cái chu kỳ mà lại đến muộn trước kỳ. Nên đây cũng là một cái biểu hiện của rối loạn kinh nguyệt. Nếu là những rối loạn này ở trong cái tuổi dậy thì cũng có thể do vấn đề nội tiết ở trong cái giai đoạn mà cơ thể đang phát triển chưa ổn định. Nhưng mà nếu trong cái tình trạng nó còn kéo dài nhiều chu kỳ, nó thấy rằng là sau đó chúng ta có những dấu hiệu mà rối loạn kinh nguyệt, đặc biệt là cái kinh nguyệt không đều, chúng ta cũng cần đi khám bởi bác sĩ để loại trừ. Ví dụ như là những cái hội chứng buồng trứng đa nang cũng gây tình trạng rối loạn kinh nguyệt. Nếu chúng ta không biết trước thì những cái hội chứng đấy cũng ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe sinh sản của chị em. Vậy thì đâu là nguyên nhân rối loạn kinh nguyệt? Dạ vâng, cái nguyên nhân của rối loạn kinh nguyệt này có nhiều cái nguyên nhân. Ví dụ như ở những cái lứa tuổi mà dậy thì chẳng hạn, thì ở cái giai đoạn đó cũng có thể rối loạn kinh nguyệt. Hoặc là ví dụ như ở những cái giai đoạn chị em ở cái giai đoạn mà tiền mãn kinh và mãn kinh cũng có cái tình trạng đến dẫn đến trước khi mãn kinh cũng có những rối loạn kinh nguyệt. Hoặc là trong những cái trường hợp ví dụ như ở chị em có tình trạng viêm nhiễm âm đạo chẳng hạn, viêm nhiễm phụ khoa mà chúng ta không được điều trị cũng có thể gây tình trạng viêm nhiễm, có cái tình trạng mà rối loạn kinh nguyệt. Hoặc là trong những trường hợp ví dụ như stress chẳng hạn, chế độ ăn, chế độ sinh hoạt và thức quá khuya cũng có thể ảnh hưởng tới những cái chu kỳ kinh nguyệt của chị em. Cho nên là tùy theo cái từng nguyên nhân của chị em một mà chúng ta có thể có những phương pháp điều trị khác nhau. Rối loạn kinh nguyệt nó rất là đa dạng và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe, thậm chí là nó có nhiều chị em phụ nữ chưa hiểu về vấn đề đó. Dạ. Vì nó có liên quan đến việc sinh sản nè, rồi thiên chức làm mẹ, làm vợ nè, rồi nó ảnh hưởng sức khỏe thế nào? Dạ vâng.
cái tình trạng rối loạn kinh nguyệt này nếu ở những cái tuổi mà dậy thì cũng thể qua một cái thời kỳ, và sau đó cái chu kỳ kinh nguyệt đó, cái nội tiết tố ổn định thì cái chu kỳ nguyệt của các em bé gái này có thể là ổn định. Nhưng ở cái những rối loạn kinh nguyệt ở những cái người mà thí dụ có những buồng trứng đa nang chẳng hạn thì cũng có những biểu hiện rối loạn kinh nguyệt, và cái rối loạn kinh nguyệt để chúng ta không đi khám, không điều trị sớm thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe sinh sản của chị em. Và thứ hai nữa rằng là những ở người tiền mãn kinh chẳng hạn, những cái rối loạn kinh nguyệt chúng ta cũng hay gặp phải, và ở cái giai đoạn này có cái sự suy giảm hoạt động của buồng trứng và suy giảm nội tiết tố estrogen, do đó mà cái tình trạng mà suy giảm nội tiết tố này cho nên là gây tình trạng rối loạn kinh nguyệt. Vậy thì có những trường hợp chúng ta cũng cần phải đi khám để có cái sự hỗ trợ điều trị để tránh một số những cái tình trạng mà rất là đáng tiếc, mà chắc chắn là có những cái trường có những trường hợp mà có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của chị em. Chúng ta sẽ tiếp tục với tình huống của chương trình. Dạ sếp, bữa nay sếp không còn cuộc hẹn nào nữa hết á. Bây giờ, sếp cho em xin phép về sớm một bữa. Xong việc thì em cứ việc về, nghe. Dạ, em cảm ơn chị. Trời đất ơi, tính ra cũng một năm rồi á hả? Dạ, một năm rồi. Cũng nhanh quá hen. Nè, thôi sẵn á thì tính đến chuyện sanh baby đi, hen. Chứ để lâu quá cũng đâu có tốt. Cứ có em bé đi, rồi sanh đẻ là chị cũng không có đuổi việc em đâu. Thậm chí chị còn có một cái chế độ về sanh đẻ ưu tiên luôn. Nghe, cứ yên tâm. Thiệt luôn á chị. Thiệt. Trời. Nhưng mà cũng được chị ơi. Sao vậy? Nghe chị nói thì ham đó, nhưng mà bây giờ lo chi vậy? Tình này hả, con cái là của trời cho mà. Chị mới nói câu gì chị nói lại em nghe cái. Thì con cái là của trời cho. Ôi chết cha rồi. Sao vậy em? Chị nói cái em bừng tỉnh liền luôn á. Em có rồi hả? Em bị trễ cả tuần lễ nay rồi. Đó thì thôi giữ đi, rồi sanh con đi. Ủa mà đâu có được. Em có uống thuốc ngừa. Em uống thuốc ngừa đàng hoàng mà sao có được ta? Người uống thuốc ngừa chi vậy? Em nên biết là uống thuốc ngừa thai á cũng không có tốt đâu, cũng có hai ba mặt của nó đó. Trời với vậy, em xin lỗi chị nha. Cái thuốc mà không tốt là thuốc ngày xưa, còn thuốc bây giờ nó tốt lắm chị. Ủa vậy hả? Nó chả những ngừa thai nè, nó làm đẹp da nè, nó làm giảm cân nè, đó, tốt lắm. Vậy á hả? Nhưng mà chị cũng không tin lắm, đúng không? Vậy chị, bây giờ mình ngưng cái vụ này đi. Chị có thể giải thích cho em là tại sao em uống thuốc ngừa thai mà em vẫn bị trễ kinh? Em biết làm sao không? Là tại vì em lạm dụng thuốc ngừa thai nhiều quá, cho nên dẫn đến tình trạng như vậy đó. Uống thuốc ngừa thai nhiều quá dẫn tới rối loạn kinh nguyệt. Nhưng mà thực sự là nguyên nhân tại sao và chi tiết như thế nào thì chị không nắm rõ thôi, chứ chị biết là có cái tình trạng đó đó. Uống thuốc ngừa thai nhiều quá cũng làm cho rối loạn kinh nguyệt. Đúng rồi. Chị làm em hoang mang quá à. Thiệt mà. Thôi thì sẵn đây là hỏi bác sĩ là nguyên nhân tại sao và như thế nào vậy? Sẵn đây hỏi bác luôn là uống thuốc ngừa thai nhiều quá nó có liên quan gì đến cái rối loạn kinh nguyệt không ạ? Dạ vâng, chúng ta biết rằng một trong các cái biện pháp tránh thai thì có rất nhiều các biện pháp tránh thai, đặt dụng cụ tử cung hoặc ví dụ như là dùng các thuốc ngừa thai. Không phải tất cả các thuốc ngừa thai đều gây nên tình trạng rối loạn kinh nguyệt, mà chúng ta chỉ sử dụng các cái thuốc mà tránh thai khẩn cấp. Thuốc tránh thai khẩn cấp được sử dụng trong những trường hợp ví dụ như là đang sử dụng bao cao su mà tự nhiên lại có cái tình trạng mà bị nứt cái bao cao su đó ra, thì chắc chắn lúc đó phải sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Hoặc là ví dụ như trong cái tình trạng mà chồng đi công tác vắng ở đâu xa về mà chưa có những biện pháp phòng hộ, ví dụ như thế chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải sử dụng những thuốc tránh thai khẩn cấp. Thuốc tránh thai khẩn cấp thực ra thì cũng rất là tốt để trong những số trường hợp mà đúng là với ý từ của nó là khẩn cấp, rất là cần thiết để chúng ta sử dụng. Nhưng mà thực ra khi mình sử dụng các biện pháp tránh thai và sử dụng thuốc thì chúng ta nên sử dụng các cái thuốc tránh thai với cái liều 21 hoặc 28 viên thuốc dài hàng đó, chứ không phải chúng ta sử dụng cái thuốc tránh thai khẩn cấp. Vì một số những trường hợp thì có sử dụng cái thuốc tránh thai khẩn cấp này có cái triệu chứng là bị chậm kinh, nhưng mà không ảnh hưởng gì tới sức khỏe và chúng ta không phải đáng lo lắng quá. Nhưng có điều chúng ta không nên lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Vậy bác sĩ có thể đưa ra một vài giải pháp khắc phục khi mà bị kinh nguyệt không bình thường, bị rối loạn đó, cho từng nguyên nhân, từng giai đoạn dậy thì nè, tiền mãn kinh nè, và trong cái độ tuổi mà dậy thì.
Dạ vâng, trong cái độ tuổi dậy thì thông thường tùy theo cái tình trạng của mỗi một em bé. Những em bé gái mà trong những tuổi dậy thì thông thường trong những thời kỳ một số những vòng kinh đầu ban đầu ấy, thì em bé gái do cái sự nội tiết chưa hoàn chỉnh cho nên là chưa phát triển được đầy đủ, cho nên là có thể là có cái tình trạng rối loạn về kinh nguyệt. Nhưng mà sau đó một cái thời gian thì cái chu kỳ kinh nguyệt này có thể ổn định hơn. Nếu mà trong cái thời gian mà một thời gian mà khi em bé đã ổn định vài năm rồi mà chu kỳ kinh nguyệt này vẫn còn có cái sự rối loạn thì chúng ta cần phải đi khám để xác định nguyên nhân. Nhưng thông thường ở những tuổi dậy thì sau một cái thời gian thì cái chu kỳ kinh nguyệt nó đi vào ổn định. Thế còn hơn nữa là trong cái trường hợp ví dụ như là ở cái giai đoạn mà phụ nữ ở trong giai đoạn tiền mãn kinh, chuẩn bị mãn kinh, thì do cái sự suy giảm hoạt động về nội tiết tố và chính cái sự suy giảm hoạt động nội tiết tố này gây tình trạng mà rối loạn về kinh nguyệt, có thể có những cái trường hợp bệnh nhân ra máu rất là nhiều, ra máu kéo dài. Trong trường hợp như vậy chúng ta cũng có thể gặp. Ngoài ra thì những trường hợp mà ở một số cái những trường hợp ví dụ ở chị em mà có tình trạng mà viêm nhiễm về phụ khoa chẳng hạn, nếu là viêm nhiễm về phụ khoa thì chúng ta lại phải là sử dụng các cái thuốc để điều trị những trường viêm nhiễm. Nếu là do suy giảm nội tiết tố thì chúng ta cũng nên bổ sung các nội tiết tố, và đặc biệt là nên lựa chọn cái phương pháp bổ sung nội tiết tố từ thảo dược, nó an toàn, nó không có những cái biến chứng ví dụ như ung thư vú, ung thư tử cung. Đây là cái điều mà người ta rất là lo lắng. Nếu còn trong cái trường hợp ví dụ như thay đổi cái chế độ sinh hoạt rồi các dịch chết chẳng hạn, thì chúng ta cần phải thay đổi cái chế độ sinh hoạt lại một cách khoa học, một chế độ ăn uống cân đối để giữ cái cân nặng lý tưởng, và cái tránh thức khuya, ngủ đủ giấc, và chúng ta cũng uống đủ nước để đảm tình trạng sức khỏe chúng ta tốt hơn. Thì chúng ta tùy theo từng nguyên nhân chúng ta có phương pháp xử lý khác nhau. Các chị em phụ nữ thường nói nhau là rối loạn nội tiết là dẫn đến cái tình trạng là kinh nguyệt không đều, vì nó gây ra rất là nhiều cái phiền toái. Và bác sĩ có thể cho biết những phiền toái là như thế nào? Dạ vâng, cái sự rối loạn nội tiết và cái sự suy giảm về nội tiết tố thì gây cho chị em những triệu chứng ví dụ như tôi có thể, tại sao người ta nói rằng là ở những em bé gái thì thấy rằng là một cái em bé gái da rẻ thì mịn màng, mà cái cơ thể rất là cái đường cong rất là đẹp. Nhưng đối với người mà suy giảm nội tiết tố ở chị em lớn tuổi chẳng hạn, trung tuổi chẳng hạn trở đi, thì chúng ta thấy rằng là cái da mặt chúng ta cũng có sự thay đổi. Nó thay đổi ở đây là có thể da nám, da nổi sạm da, rồi chúng ta thấy nước da của ta thấy thô đi, hoặc là làn da chúng ta chảy xệ, đặc biệt là kể cả vòng vòng 1 lẫn vòng 2 chúng ta cũng có dấu hiệu chảy xệ. Và cái đường cong của người phụ nữ nó khác hẳn đi, nó không còn thanh thoát như cái thời trẻ nữa. Và cái điều nữa là ví dụ như là có cái dấu hiệu như là có những cái tiền mãn kinh, có những cái cơn bốc hỏa, ví dụ như là đau đầu, hoặc số một số cái bệnh lý ví dụ như là huyết áp chẳng hạn, vì tim mạch cũng có gặp những vấn đề, rồi có thể là có triệu chứng là đi tiểu nhiều lần, hoặc là đêm thì ngủ kém, cái rối loạn giấc ngủ thất thường, rồi tự nhiên là có những cơn bốc hỏa thì vã mồ hôi, rồi giảm ham muốn về tình dục. Tất cả những dấu hiệu này, thậm chí là ở một số chị em có những dấu hiệu bệnh lý về xương khớp như loãng xương chẳng hạn cũng có thể gặp. Do vậy mà cái suy giảm nội tiết tố này chị em cũng gặp rất nhiều điều và thấy phiền toái. Suy giảm nội tiết cũng như là người không đều, chúng ta sẽ có những cái phương pháp điều trị như thế nào? Dạ vâng, đối với suy giảm nội tiết tố để dẫn đến tình trạng kinh nguyệt không đều, người ta cũng trong những trường hợp cần thiết cũng có thể người ta sử dụng những liệu pháp hormone thay thế tùy theo từng tình trạng một. Nhưng mà thông thường mà để mà chúng ta sử dụng nó an toàn cho chị em thì thông thường người ta bổ sung cái nội tiết tố từ thảo dược, đặc biệt là bổ sung cái nội tiết tố estrogen 100. Mà một trong những cái thảo dược người ta lựa chọn để sản xuất cái thành phần estrogen 100 ở đấy là cái tục đoạn này, đương quy này, rồi cách sơn tiêu này. Chúng ta biết là tục đoạn là cái vị thuốc mà có tác dụng bổ thận rất là tốt, còn đương quy có tác dụng bổ huyết dưỡng huyết. Mà đối với cơ thể người phụ nữ thì phần huyết là cái phần rất là quan trọng, và trong cái đó thì thận thì chủ sinh dục, chủ phát dục của cơ thể, do đó tạng thận cũng là cái tạng rất là quan trọng. Thế vì vậy thì tục đoạn này, đương quy này, cách sơn tiêu này, nó có cái thành phần estrogen 100, nó có thể bổ sung nội tiết tố cho chị em trong trường hợp mà suy giảm nội tiết tố và nó an toàn. Và chính cái sự suy giảm về nội tiết tố này gây tình trạng rối loạn kinh nguyệt thì cái estrogen 100 này nó cũng điều trị cái trường hợp mà cái rối loạn kinh nguyệt, và nó hỗ trợ chúng ta cải thiện tình trạng nó rất nhiều. Hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều cái loại thảo dược estrogen. Thì bác sĩ có thể tư vấn cho người tiêu dùng nên sử dụng cái estrogen nào cho nó hiệu quả? Dạ vâng, trên thị trường thì cũng có nhiều các cái thực phẩm chức năng, nhưng mà chị em chúng ta khi mà lựa chọn các cái thực phẩm chức năng chúng ta cần phải lưu tâm. Thứ nhất là thành phần của thực phẩm, mà cái
cái sản phẩm đó là gì. Cái điều thứ hai nữa là cái công nghệ để sản xuất nó ra làm sao. Và thứ hai nữa là cái sự uy tín, cái địa chỉ của cái nơi mà chúng ta sản xuất đấy. Thì đấy là một điều rất quan trọng, bởi vì rất nhiều những cái thị trường trôi nổi mà không rõ nguồn gốc mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm đó, thì bên cạnh đó thì có rất nhiều những cái tác dụng có hại và độc hại cho chị em. Thì trong cái thành sản phẩm mà chúng tôi biết trên thị trường đó là sản phẩm Kiều Xuân. Trong cái thành phần Kiều Xuân đó gồm có thành phần S-Sugar 100. Thành phần S-Sugar 100 chúng tôi nói hoàn toàn từ những thảo dược như là tục đoạn này, đương quy này, cách sơn tiêu này. Những cái thảo dược này đã được Mỹ này, rồi Hàn Quốc này, rồi Canada này chấp nhận đây là một cái thực phẩm sử dụng hiệu quả, an toàn và không có tác dụng phụ. Và nó có tác dụng bổ sung thành phần S-Sugar 100 cho chị em, cho nên là chúng ta thấy rằng là làm giảm cái tình trạng mà suy giảm mãn cái mãn dục đối với chị em phụ nữ, và cung cấp thêm cái thành phần S-Sugar từ trong thiên nhiên, nên là nó giữ được cái tuổi thanh xuân cho chị em. Ngoài cái thành phần đó ra thì trong cái thành phần Kiều Xuân này nó còn có những chất chống oxy hóa, mà chúng ta biết là một trong những nguyên nhân mà gây tình trạng lão hóa của chị em là cái đầu tiên là cái suy giảm nội tiết tố, và cái thứ hai nữa mà thành phần rất là quan trọng đó là cái sự gia tăng của các gốc tự do. Do vậy mà trong cái sản phẩm Kiều Xuân này gồm có những thành phần chống oxy hóa như là glutathione này, rồi cái thành phần DHEA này, rồi curcumin này, rồi collagen này. Với những cái thành phần như thế này, nó có tác dụng hỗ trợ cùng với cái S-Sugar 100. Cái sản phẩm Kiều Xuân này nó giúp cho chị em chúng ta giữ gìn nhan sắc của tuổi thanh xuân, nó bổ sung cái nội tiết tố từ thảo dược, nó an toàn. Dạ, chúng ta sẽ tiếp tục với tình huống của chương trình. Thấy không? Đi đứng không có nhìn, vô hấp tấp tấp. Trời, chuyện em gì? Vui quá đó chị. Chị đâu vui? Chị biết tin gì không? Tin gì? Nghe không? Nghe, nói đi nghe. Nghe liền vậy luôn hả? Nhiều chuyện mà. Cuối tuần này hả, ba cho gia đình mình đi biển chơi á. Không có đi được rồi. Sao không đi được? Cuối tuần này nè, chị có hẹn với bác sĩ đi khám rồi. Không có đi được. Chị bị bệnh hả? Bệnh. Mà chị bị bệnh gì vậy? Bệnh gì? Bệnh của phụ nữ đó. Bệnh phụ nữ? Bệnh phụ nữ là bệnh gì chị? Rối loạn kinh nguyệt. Kinh nguyệt không có điều hòa. Chị rầu hết sức luôn vậy đó. Ủa là kinh nguyệt của chị không được bình thường, không được đồng đều đúng không? Thì đó, nãy giờ chị đâu có bị đâu. Khổ tâm quá. Chị, trời ơi. Nè, thay thử cái này đi. Này là gì đây? Em đang xài đó, hiệu quả lắm luôn á. Cái gì, em cũng bị vậy luôn á hả? Thì chị em phụ nữ với nhau mà. Thì chị bị sai bị vậy đó. Nhưng mà em xài cái này được lắm á nha. Em xài mấy tháng nay rồi đó. Thấy cũng ổn định rồi đó. Chị thử xài đi. Chị thử xài. Nhưng mà cái sản phẩm này có hỗ trợ chữa bệnh kinh nguyệt không điều hòa không vậy? Rồi nó có tác dụng phụ gì không đây? Nhiều khi cơ thể em hợp, cơ thể chị uống vô nó không hợp á, không hết đâu. Nếu như mà chị không tin tưởng em thì chị hỏi bác sĩ thử coi là nó có làm cho kinh nguyệt mình điều hòa hay không, hay là có tác dụng phụ gì không? Cũng đúng. Thôi, để hôm nay chị gặp bác sĩ, sẵn chị hỏi cái sản phẩm này uống được hay không, tốt hay không hen. Nếu mà tốt thì chị sẽ sắp xếp đi biển thôi. Chị mơ đi biển quá rồi. Có tác dụng phụ gì không? Và khi sử dụng Kiều Xuân này có gì đặc biệt không? Dạ vâng, sản phẩm Kiều Xuân này chúng tôi đã cũng giới thiệu cái thành phần của nó gồm có thành phần S-Sugar 100 mà nó hoàn toàn là thảo dược. Và thứ hai nữa là gồm có những cái chất chống oxy hóa, cho nên cái thành phần này nó hoàn toàn an toàn và có thể sử dụng sản phẩm này không cần có cái đơn của bác sĩ, như là sử dụng các estrogen tổng hợp. Và cái sử dụng sản phẩm này nó có tác dụng là làm chậm cái quá trình mãn dục của chị em, bổ sung một cái lượng nội tiết tố từ thảo dược, nó an toàn và làm cho chúng ta giữ gìn được nhan sắc của chị em, nên bổ sung duy trì ngày một viên. Và chúng ta sử dụng duy trì như vậy thì cái nhan sắc của chị em chúng ta được giữ gìn, và đây cũng là một cái giải pháp rất là tốt. Nhưng mà khi sử dụng cái sản phẩm Kiều Xuân dạng uống thì chúng ta cũng lưu tâm là cái sự chăm sóc da chúng ta cũng rất là quan trọng đối với chị em. Chúng ta nên lưu tâm vào điều là chăm sóc da một cách đúng cách, khoa học. Và chúng ta có thể dùng trọn bộ của nó, sử dụng sản phẩm Kiều Xuân dạng lăn. Thì tôi nghĩ rằng cả hai cái này phối hợp
thì tác dụng của nó sẽ hiệu quả, sẽ cao hơn. Yeah. Nói về điều trị và hỗ trợ cái nội tiết tố đó thì này chắc có lẽ đàn ông uống cũng được luôn, để da nó đẹp luôn. Sản phẩm này là dùng cho nữ giới để giữ gìn nhan sắc của chị em. Cảm ơn bác sĩ Hồng Hải rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa trao đổi và giao lưu cùng với bác sĩ Hồng Hải. Chắc có lẽ quý vị cũng như đặc biệt các chị em phụ nữ đã tìm ra được một phương pháp để chúng ta hỗ trợ và điều trị như phòng ngừa về rối loạn kinh nguyệt và nội tiết tố. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần câu hỏi dành cho khán giả đang xem đài. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: rối loạn kinh nguyệt có thể gây vô sinh ở nữ giới đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline 01236229229. Sẽ có một phần quà trị giá 500.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0984402XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài của chương trình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Theo các bác sĩ chuyên khoa, phụ nữ bị kinh nguyệt không đều cần được thăm khám ngay khi có những dấu hiệu bất thường. Việc chuẩn bệnh sớm, chính xác căn nguyên gây bệnh sẽ cho kết quả điều trị khả quan nhất. Để chuẩn đúng căn nguyên gây bệnh phải tiến hành khá nhiều bước như kiểm tra các bệnh viêm cổ tử cung mãn tính, viêm loét cổ tử cung, soi ổ bụng kiểm tra tử cung, ống dẫn trứng và buồng trứng, tìm ra nguyên nhân gây vô sinh như tắc ống dẫn trứng, lạc nội mạc tử cung, u nang buồng trứng hoặc u xơ tử cung. Các chuyên gia cho rằng với triệu chứng kinh nguyệt không đều thông thường, các chị em phụ nữ có thể áp dụng các cách chữa trị tại nhà như điều chỉnh chế độ nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, tránh thức khuya, chế độ ăn uống hợp lý, tăng cường ăn rau xanh và hoa quả tươi, hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, cà phê, giữ tâm trạng thoải mái, vui tươi, thể dục thể thao đều đặn để cơ thể luôn khỏe mạnh, dẻo dai. Đặc biệt, cần phải bổ sung lượng estrogen thiếu hụt cho cơ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo bổ sung estrogen là con dao hai lưỡi nếu không bổ sung đúng cách. Để an toàn, dễ sử dụng mà vẫn đạt được hiệu quả, thì nên bổ sung estrogen hoàn toàn từ thảo dược dưới dạng thực phẩm chức năng mà không cần kê đơn của bác sĩ. Thực phẩm chức năng viên uống Kiều Xuân là sản phẩm chứa estrogen 100 cùng hàng loạt các chất chống oxy hóa giúp bổ sung tiền nội tiết tố nữ estrogen và nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong. Kiều Xuân cho tác dụng bổ sung estrogen mạnh hơn 3 lần các estrogen thảo dược khác, giúp cải thiện 11 trên 13 triệu chứng do suy giảm nội tiết tố gây ra, trong đó có chứng kinh nguyệt không đều. Đồng thời, Kiều Xuân cũng giúp trị những biểu hiện toàn thân của rối loạn kinh nguyệt gây ra như nám da, tàn nhang, ổn định tâm sinh lý cho chị em. Kiều Xuân được coi là estrogen thảo dược an toàn và hiệu quả bậc nhất để bổ sung estrogen bị suy giảm, được chiết xuất từ 3 loại thảo dược quý là đương quy, tục đoạn, cách sơn tiêu. Với y học hiện đại, sản phẩm này cũng đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm các quốc gia Mỹ, Canada và Hàn Quốc khẳng định là an toàn, không có tác dụng phụ qua các thử nghiệm lâm sàng. Kinh nguyệt không đều chính là dấu hiệu mất cân bằng nội tiết. Bên cạnh chế độ ăn uống, luyện tập, sinh hoạt khoa học, thì việc bổ sung viên uống Kiều Xuân chính là giải pháp hiệu quả nhất để cải thiện tình trạng này. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn công ty dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành với chương trình. Nếu có gì thắc mắc, xin mời quý vị liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 để được tư vấn quý vị nhé. Còn bây giờ thì Quỳ Linh và bác sĩ Hồng Hải xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Kiều Xuân chống lão hóa, giữ mãi nét thanh xuân, hân hạnh tài trợ chương trình này. Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trị an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tố nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảo dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn nhang. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. An Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trị an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh.